nằm cách thủ đô Bangkok 165 km về phía đông nam là thành phố biển nổi tiếng Pattaya, một nơi hết sức thuận lợi để phát triển du lịch, có địa hình chủ yếu là đồng bằng, với đường bờ biển trong xanh cùng vô số hòn đảo lớn nhỏ nằm xung quanh. Tại đây, mình đã có cơ hội trải nghiệm lái cano và bay dù, ngắm nhìn thành phố biển ở một góc độ khác. Các bạn cùng mình khám phá thành phố biển Pattaya trong vlog ngắn sau đây nhé! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. 7 giờ sáng, xe bắt đầu lăn bánh ở khách sạn đến với bến tàu với khoảng thời gian là 30 phút. Ngồi trên xe, ngắm nhìn thành phố biển trong một buổi sáng mát mẻ. Vì thành phố du lịch nên rất đông đúc người và xe cộ từ sáng sớm, đặc biệt là khi đến bến tàu, nên các bạn nhớ lưu ý là để bảo quản tài sản. Và nếu có đi theo đoàn thì nhớ để ý để tránh bị lạc nhé. Xin chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt ở Pattaya và hôm nay thì là ngày thứ hai. Mình sẽ đi ra ngoài biển để tắm, và không có tắm biển ở trong sát đất liền đâu, mà phải đi di chuyển bằng cano ra ngoài đằng xa xa con kia, khoảng là 20 phút mới đến. Như các bạn cùng đến với mình nha. Khám phá Pattaya, mùa nào là đẹp nhất? Cũng như nhiều vùng khác ở Thái Lan thì khí hậu Pattaya là kiểu khí hậu nhiệt đới, vừa ẩm ướt vừa khô hạn. Trong năm được chia thành các mùa đặc trưng như sau: mùa nóng và mùa khô, tức là từ tháng 12 đến tháng 2; mùa nóng và ẩm là tháng 3 và tháng 4; mùa nóng và mùa mưa là từ tháng 5 đến tháng 11. Theo đó, thì thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Pattaya là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, bởi vì không có mưa nhiều hay bão. Quay trở lại với hành trình thì lúc này mình đang trên cano để di chuyển đến địa điểm đầu tiên, chính là nơi để bay dù. Giá vé cho mỗi du khách bay dù rơi vào khoảng 250 bạt Thái, tức là khoảng 200.000 tiền Việt. Trước khi bay dù, sẽ được nhân viên đóng thiết bị bảo hộ rất chu đáo, nhiệt tình và lịch sự. Bên cạnh đó còn có cả dịch vụ chụp hình. Sau khi kết thúc, các bạn có thể lấy nếu muốn. Để có thể bay lên được thì sẽ có một chiếc cano nối dây với một chiếc dù. Vì lần đầu tiên mình được trải nghiệm một môn này nên mình cảm thấy rất là hồi hộp và háo hức. Vừa bay lên chưa quen lắm, mình hơi lo lắng một chút, nhưng dần dần thì cũng quen. Từ trên cao mình có thể chiêm ngưỡng được 360 độ thành phố biển Pattaya và có hoạt động phía dưới trong một ngày nắng cũng khá lý tưởng. Chia tay với hoạt động bay dù thì mình tiếp tục di chuyển đến hòn đảo Koran, một nơi thu hút rất đông du khách cả trong lẫn ngoài nước. Nơi đó sẽ có nhiều hoạt động thú vị khác không kém. Trước hết thì mình ngâm mình trong làn nước mát lạnh trong vắt để cho biết cảm giác ra sao. Thật sự với các bạn nha, có thể nhìn thấy đáy đứng từ xa, có thể thấy màu sắc ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng vàng không quá gắt. Xong sau đó mình trải nghiệm thử lái cano với giá theo mình nhớ không lầm là khoảng 300 bạt Thái, tức là khoảng hơn 200.000 tiền Việt Nam. Với chỗ này sẽ có một người đi kèm hướng dẫn, kể cả người lớn luôn nha. Họ sẽ lái ra xa xong cho mình trải nghiệm lái thử một đoạn thôi rồi lại chạy vào. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác như đi lặn ngắm san hô hay thuyền chuối, phù hợp cho những gia đình hoặc là những nhóm bạn nào khoảng 10 người. Nói chung theo mình thấy á, Thái Lan họ làm du lịch rất là tốt, chính vì vậy mà hầu như chỗ nào cũng có rất là đông người tham gia.
Vì thời gian không có nhiều nên ngay sau khi tham gia các hoạt động thì mình đi dọc hòn đảo để khám phá. Đảo Koran Pattaya hay còn được gọi là đảo Koran nằm cách bãi biển Pattaya khoảng 8 km về phía tây. Hòn đảo này khá hoang sơ và chưa được đầu tư nhiều, cho nên nó trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt tại thành phố du lịch Pattaya. Bờ biển kéo dài hơn 4,5 km, trải dài từ bắc tới nam và hơn 90% diện tích của hòn đảo là rừng nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng phong phú. Đảo san hô hoang sơ. Cuộc sống của người dân nơi đây hầu như luôn tất bật vì họ làm công việc dịch vụ, mà nơi đây lại là một nơi thu hút hàng ngàn người đến mỗi ngày, thì mình nghĩ duy trì được điều này thì rất là tốt. Và các bạn đến Thái Lan thì không nên bỏ qua hòn đảo Koran này nha. Thì mình đã chính thức đi về lại đất liền các bạn. Chỉ có một ít chút thời gian thôi, bởi vì đi theo tour mà. Đó. Bây giờ 9:45. Mình sẽ về lại đất liền các bạn.